Hello, hello, hello. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ cho tôi trong suốt nhiệm kỳ qua. Hiện tại tôi đã tìm được một người ở Việt Nam có thể thay thế tôi để hỗ trợ cho các bạn. Đó là Donald Trang, tức Mr. Khung. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong tương lai. Thank you, thank you, thank you. Hello, Donald Trang, Mr. Khung, công ty du lịch du học định cư đây. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Khung xin nói về chủ đề Boss and Leader. Rất mong được nhận được sự quan tâm của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Các anh đã có bị ngu không? Ở đây tôi mới là ship. Và tất cả các anh phải làm theo những gì tôi nói. Thưa ngài, ngài nói đúng, ngài là ship. Sao thế lên đấy? Tôi nói, ngài đúng, thưa ship. Ông là ship. Ông nói điều đó không chút ngần ngại. Đúng. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi muốn đưa trong thứ này. Đó là gì hả Linh Sinh? Đơn xin nghỉ việc. Thực sự hả? Anh muốn làm ở đây. Sai lầm lớn đấy bé. Ừ, là một người lính mới. Kỹ năng đạo của ông khiến tôi lo lắng. Và nếu ông không phiền, tôi muốn cho ông xem thứ này. Đôi lời từ biệt. Anh có thể dạy tôi những gì? Tôi rất nóng lòng muốn nghe đây. Nói lính mới. Thưa ngài, tôi nghĩ ngài hoàn toàn xấu, nhưng có phần nào cho ông đang đặt lối. Tôi nghĩ ông đã từng là một nhà lãnh đạo, nhưng bây giờ ông là ship. Có gì khác nhau? Ừ, một ship thường nói tôi, còn một nhà lãnh đạo thường nói chúng tôi. Những ship bị mù quáng bởi niềm kiêu hãnh, trong khi những lãnh đạo có thể thực sự nhìn thấy. Một nhà lãnh đạo luôn hỏi, còn ship họ ra lệnh. Một ông chủ chỉ ngón tay và người khác, nhưng lãnh đạo thì xòe ngón tay ra. Một ship nói đi, còn lãnh đạo thì nói cùng đi nào. Nhà lãnh đạo đưa ra những ý tưởng. Ship nói cái gì? Không. Thấy đấy, ship sẽ nhục bạn. Nhà lãnh đạo sẽ kéo bạn dậy. Tại vì nhà lãnh đạo đưa cho tình thương, ship thì đừng bạo lòng. Ship sử dụng con người, hành hạ con người. Nhà lãnh đạo huấn luyện mọi người. Họ nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong và phát triển mọi người. Nhà lãnh đạo làm chủ được nghệ thuật của nguồn cảm hứng. Ship đã làm chủ được nghệ thuật của sự kiểm soát chưa? Ship la hét như thể họ đang ở một chương trình trên TV. Một nhà lãnh đạo đối xử với người lao động như một CEO. Họ rất thấu hiểu và hiểu rằng phải đặt cộng đồng lên hàng đầu. Ship nghĩ rằng văn hóa là một thứ gì chỉ được tìm thấy trong sữa chua. Thưa ngài, hãy thử hỏi chính mình câu hỏi này. Tôi không cố gắng làm thầy giáo của ngài đâu. Nhưng ngài đã bao giờ nghe nói về cụm từ ship thế giới chưa? Không, chưa bao giờ. Hay đó phải là nhà lãnh đạo của thế giới, nhà lãnh đạo của tôn giáo, nhà lãnh đạo của cộng đồng, nhà lãnh đạo của doanh nghiệp. Ông không thấy à? Một nhà lãnh đạo mới là thứ ông nên trở thành. Một ông ship chỉ là một kẻ tầm thường. Thưa ngài, một doanh nhân gánh một trách nhiệm lớn. Tôi tin rằng chỉ có chúng ta mới có thể cứu thế giới theo đúng nghĩa đen. Chúng ta thật ra không phải nhà chính trị, không phải chính phủ. Chúng ta không làm nó theo tín ngưỡng. Chúng ta làm nó qua việc phục vụ từng khao khát của khách hàng. Khách hàng của chúng ta, nhưng có thể ông nghĩ dịch vụ tốt không giúp ông tiến xa. Có lẽ ông ngỡ rằng nếu ông bắt đầu phục vụ, cổ phần của ta sẽ giảm. Cổ phần của chúng ta, Henry Ford vĩ đại sẽ thất vọng. Vì Ford đã nói một công ty cống hiến cho những dịch vụ sẽ có một lo lắng về lợi nhuận. Ừ, đó là gì? Thì những công ty đó sẽ xấu hổ lớn. Thưa ngài, đây là một hoạt động, ông có hiểu không? Chúng ta ở đây để làm việc cho một giấc mơ, không phải vì tiền. Chúng ta đây để trở nên tuyệt vời, để được cảm xúc, không phải chỉ là để mua bán, nhưng để biến hóa. Lợi nhuận đến khi chúng ta cam kết với tầm nhìn. Và chúng ta sẽ có thứ lớn nhất là ROI, sự trở về của ý tưởng. Thưa ngài, tôi thực sự mong ngài thay đổi phương pháp. Ngài dạy rất nhiều về lãnh đạo ở đây. Hầu hết làm những việc không nên làm. Từ từ đã, làm sao mà anh biết được nhiều thứ về doanh nghiệp như vậy? Và anh đã nói cổ phần của chúng ta. Đây là thằng nào? Thật sự là tôi đã nói dối. Tôi không phải là nhân viên của ông. Mày là thằng nào? Ông là của tôi. Tôi là nhà sáng lập của công ty này. Và ông hãy học về những giá trị cốt lõi của chúng ta. Ngày mai, việc đầu tiên, tôi muốn được gặp ông trong cuộc họp hội đồng của chúng ta. Cảm ơn ông. Donald Trang, Mr. Khung, công ty du lịch du học định cư đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.